Xin chào mọi người nhé. Mình tiếp tục làm video quảng cáo về cái rắc cắm của khóa thông minh Smart Key phục vụ cho anh em thợ lên đời khóa đấy. Ví dụ như là những xe SH1 này, SH Việt Nam này, xe AB này, nó dùng cái chìa khóa cơ khí, thì chúng ta muốn lên đời khóa thông minh thì bắt buộc phải có cái rắc cắm khóa này thì mới kết nối được. Đó. Ở đây là cái rắc cắm của công ty Lam Trang sản xuất và mình là đại lý Toàn An Đồng ở Hải Phòng ấy. Mình nhìn thấy cái rắc cắm của nó rất xịn sò. Đây là rắc cắm mà con SU. Đấy, rắc cắm SU. Đây là rắc cắm ổ khóa nhá. Cắm một phát vào ổ khóa. Và đầu này là đầu chuyển ra bó dây sườn. Đầu này là cắm 7 dây nhỏ trên cái ổ khóa thông minh. Hệ thống đầu lối để làm chìa khóa sơ cua, làm thêm chìa khi mất chìa, và cầu chì bảo vệ bó dây. Rồi là rắc mở khóa khẩn cấp. Đây là rắc cắm sinh nhan. Chúng ta rút rắc cắm sinh nhan ra và cắm hai đầu này vào hai cái rắc được cái sinh nhan là xong. Không cần phải cắt đứt bất cứ một sợi dây gì đâu nhá. Không cần phải cắt, chỉ việc rút ra cắm thôi. Còn đây là loa chip. Đó, những cái xe nào mà không có loa chip thì chúng ta cắm vào đây. Còn cái xe nào có loa chip thì chúng ta tháo loa chip cũ ra, chúng ta cắm vào vị trí này. Đó. Đây là của AB. Chip kêu mọi người mua thêm nhé, ai chưa có mua thêm, còn trên xe có rồi thì rút ra mà cắm vào. Đây là SH Việt Nam. Cái đầu này đầu để cắm cái hệ thống đèn báo chìa để chúng ta chế cháo. Còn chúng ta không chế cháo cái rắc cái đèn báo chìa thì chúng ta bỏ qua cái rắc này. Cái này là cắm vào cái rắc ở thân của cái bộ tìm xe đấy, bộ SU đấy. Đây, hệ thống mở khóa khẩn cấp làm chìa, rắc 7 chân cắm ổ khóa. Đó. Rắc Lam Trang, công ty Lam Trang cực kỳ xịn sò. Mình là đại lý ở Hải Phòng, số điện thoại của mình là 0904 566 844, số dùng Zalo nhé. Và tất cả hệ thống khóa SU remote mình đều có. Bây giờ mình đã lên kho hàng. Đây là khóa thông minh trọn bộ nhé. Đây là lúm khóa này, bật tắt khóa này, SCU này, remote này. Đấy, hàng Honda chính hãng kem túi. Đây các loại là SCU remote của SH2020. Đó, anh em ở Hải Phòng hoặc là các tỉnh lân cận đấy, nếu mà không mua được đồ thì liên hệ cho mình sẽ gửi đến tận nơi nhé. Đó, đây là SH2020. Đây là hàng AB2020 nhé. Đó. Đây là SU này, kèm theo remote của nó này. Hàng Honda chính hãng nhé. Đó. Muốn biết bao nhiêu tiền thì mình sẽ báo giá. À, mọi người nhắn tin Zalo, tại vì nó tùy từng thời điểm nhé. Cái này xem nào. AB2020 tại thời điểm này là 1.750.000 nhé. Đây này, tại thời điểm này là 1.750.000. Hôm nay là ngày 30 hay là 31 tháng 5 năm 2021 gì đấy. Còn ví dụ sang tháng 6, tháng 7, tháng 8 nó lên giá thì lúc đấy là mình sẽ báo giá lên sau. Đây là Vision 2021 nhá. SCU này, remote này. Đó. Vision 2021. AB này, SH Vision này, 2020, 2021 mình đều có đủ nhá. Anh em cần thì là liên hệ, mình sẽ báo giá cụ thể chi tiết. Remote của Yamaha. Đây, remote của Yamaha có đầy đủ nhá. Mà mọi người mà gặp trường hợp khóa thông minh nó hư hỏng ấy, cần làm chìa hay là cần mua khóa thì cứ điện thoại cho mình, số điện thoại là 0904 566 844. Mình sẽ báo giá và dựa vào cái giá của mình báo, mọi người sẽ nhận khách là bao nhiêu tiền và thời gian làm bao nhiêu lâu, rồi gửi xuống đây mình làm cho hoàn thiện về, mọi người chỉ việc lắp lên xe thôi nhá. Và tất cả các loại rắc cắm này, rắc cắm IC, rắc cắm ổ khóa, rồi rắc cắm cảm biến, rồi bó dây điện sườn dùng để học thì đều có. Rồi, SU điều khiển. Các loại SU điều khiển. Đây là SU của AB. À quên, của LVX chứ, nhầm. Của LVX này. SU của LVX.
Da lướt. Rồi, nhắc lại là số điện thoại của mình là 0904 566 844. Video mình làm đến đây là hết rồi. Xin chào mọi người nhé.